Bây giờ chúng ta sẽ vào phần vận dụng. Chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập câu hỏi số 4. Một máy biến thế dùng trong nhà cần phải hạ điện thế từ 220V xuống còn 6V và 3V. Quận sơ cấp có 4.000 vòng, tính số vòng tương ứng của các quận thứ cấp tương ứng. Thế thì ở đây nếu như xét trường hợp 1 là hạ xuống 6V. Thì suy ra trong trường hợp này ta sẽ có công thức, đó là công thức chuẩn của ta sẽ là U1 trên cho U2 thì bằng N1 trên cho N2. Vậy thì ở đây ta sẽ có là 220 trên cho 6 thì sẽ phải bằng là 4.000 và chia cho dưới này thì chính là N2. Và từ đây ta dễ dàng tìm ra được N2 trong trường hợp này sẽ bằng là 440 nhân với 6 nhân với 6 và chia cho 220. Bây giờ thầy sẽ lấy máy tính và thầy sẽ bấm thử xem ra kết quả là bao nhiêu. 400 nhân với 6 và chia cho 220.